Hello ông già U19, cẩn thận có chuột trong đó. Hello mấy bà già, đây là quà trung thu của bé Trang My ở Long Thành Đồng Nai gửi cho thầy Beo. Bây giờ chúng ta sẽ xem là bên trong có gì nha. Get go. Trời ơi, cái gì mà hoành tráng dữ vậy nè. Người yêu tôi còn chưa tặng cho tôi quà trung thu hoành tráng như vậy nữa. Mà có người yêu đâu. Không lẽ là cái đầu để đi múa lân hả? Hay là bộ đồ ông địa? Khui thùng ở trên trước nha. Ok. Ủa gì vậy? Bánh gạo tảo biển bạch tuộc nướng, xanh lá, khoai tây chiên, xanh lá, marshmallow, xanh lá, bánh gấu, xanh lá, kẹo Amberlibe muối ớt, xanh lá, snack hành, xanh lá, snack nhân vị sữa dừa, xanh lá, single BTS, xanh lá, Mirinda soda kem, xanh lá, bánh xốp ống, xanh lá, hạt hướng dương vị dừa, xanh lá, bánh pocky, xanh lá. Tiếp tục là kẹo xinh gôm, xanh lá, kẹo matcha sữa, xanh lá, rong biển, xanh lá. Tiếp tục là kẹo xinh gôm, xanh lá. Sao con biết miệng này không mà con tặng nhiều kẹo xinh gôm nhỉ? Cảm ơn con nhỉ. Mới sương sương một thùng thôi mà nhiêu đây thứ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thùng thứ hai. Vô. Có một cái tờ giấy màu đen có ghi chú gì đây. Hello ông già U19, cẩn thận có chuột trong đó và nhiều bí ẩn đang chờ bạn. Ca ca ca. Có tiếng con chuột. Gấu trúc. Hạt ngủ hoa chị mộng chị nám tàn gian thải độc da, tàn da sáng mình tự nhiên. Ủa? Trời đất ơi, còn quan tâm tới nhan sắc của tôi nữa. Mời đẹp. Bả cà phê làm sáng da mờ vết thâm tẩy da chết. À, là hôm bữa thấy thầy đi quay ở Đồng Nai trong Hồ Trị An 3 ngày 2 đêm về da bị cháy sạm, xong rồi mua đồ chăm da cho thầy đúng không? Quá trời quá đất con rồi, thương quá đi. Hết hồn tưởng chuột thì một con chó bông móc khóa. Ê, con cừu chứ hả? Dễ thương quá. Chấn động. Mọi người ơi. Lồng đèn. Trời, cái gì dễ thương như vậy nè. Trời đẹp. In hình của tôi ra. Xong rồi trang trí, xong rồi làm thành một cái lồng đèn như vậy luôn á hả? Hello ông già bất ngờ chưa ông già U19 của con. Hello thầy yêu, con có món quà nhỏ nhỏ gửi tặng thầy nè. Con đã thức 6 ngày 6 đêm để làm nó đó nha. Tuy nó không được đẹp nhưng nó là cả tấm chân tình và tâm huyết của con trong đó đó nha. Mong thầy đón nhận và yêu quý nó mãi yêu. Trời ơi, mãi bên nhau thầy nhé. Trung thu vui vẻ nha ông già. Trung thu vui vẻ nha mấy bà già. Cảm ơn Trang My nhiều nha. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi trời ơi.